đặc công Việt Nam sang tận Thái Lan đánh B-52 của Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã từng tìm hiểu rất nhiều về những chiếc máy bay, đặc biệt là B-52 của Mỹ bị đánh cho tơi tả trên bầu trời Việt Nam. Vào năm 1972, đặc công Việt Nam đã liên tiếp tấn công các căn cứ không quân của Mỹ. Nhưng khác ở chỗ, không phải đánh trên bầu trời Việt Nam mà là sang tận Thái Lan để đánh. Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu diễn biến những trận đánh B-52 của đặc công Việt Nam trên bầu trời Thái Lan quý vị nhé! Những căn cứ không quân của Mỹ trên đất Thái Lan. Những năm 1965-1966, Mỹ đã dội xuống miền Bắc Việt Nam một khối lượng bom đạn khổng lồ, tập trung đánh phá dữ dội vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trước năm 1967, các đợt ném bom bằng máy bay B-52 của không quân Mỹ đều xuất phát từ căn cứ không quân Kadena trên quần đảo Okinawa của Nhật Bản hoặc từ căn cứ không quân trên đảo Guam. Bắt đầu từ năm 1967, chúng mở rộng phạm vi đánh phá trong khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Chúng tiến hành rải mìn trên các luồng sông, cửa biển, dùng không quân khống chế gắt gao khu vực ven biển từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20. Tuy nhiên, do thấy công tác bảo trì, bảo dưỡng lớn và thời gian xoay vòng của các máy bay lâu, đặc biệt là các máy bay B-52 sẽ không thể kịp thời hỗ trợ và oanh tạc mục tiêu do khoảng cách xa. Vì thế, Mỹ đã tiến hành xây dựng những căn cứ không quân tại Thái Lan. Trong đó, ba sân bay quan trọng nhất là Utapao, Ubon, Udon. Đây chính là nơi mà những con giặc trời của Mỹ cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam. Vậy là khi cất cánh từ đây, chúng sẽ không cần tiếp nhiên liệu trên không, cường độ xuất kích cao hơn, khả năng tiếp vận cũng sẽ nhanh và nhiều hơn, đặc biệt là có thể nhanh chóng bay đến yểm trợ rồi quay về lắp bom cho cuộc tấn công tiếp theo. Trước đó vào năm 1968, lực lượng tình báo Việt Nam ở nước ngoài đã từng tiến hành cuộc tập kích vào sân bay Udon và Utapao khiến cho phía Mỹ và Thái Lan lao đao. Đến năm 1972, khi cuộc chiến ở giai đoạn khốc liệt nhất, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và đưa ra chủ trương. Định xuất phát từ đâu, ta sẽ đánh trả ngay tại nơi xảo huyệt của chúng. Đồng thời cũng xác định không thể đánh sân bay Utapao bằng lực lượng lớn từ xa mà phải dùng một lực lượng nhỏ, những người lính đặc công đang hoạt động trên đất Thái Lan thì mới có điều kiện tiếp cận điều tra, nghiên cứu và tấn công mục tiêu. Và thế là Bộ Tư lệnh đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho Thượng tá Nguyễn Đức Trúng, Tham mưu trưởng binh chủng, nghiên cứu và chuẩn bị phương án để đánh thắng vào những căn cứ giặc trời của Mỹ tại Thái Lan. Vào năm 1972, đặc công Việt Nam và lực lượng du kích thuộc Đảng Cộng sản Thái Lan đã 3 lần liên tiếp tấn công các căn cứ không quân Utapao, căn cứ không quân Udon, căn cứ không quân Ubon trên đất Thái Lan. Đánh sân bay Utapao. Những chiếc B-52 được coi là những tay giặc trời khó chơi nhất. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1972, một nhóm đặc công đã xâm nhập vào căn cứ không quân Utapao nằm trên vịnh Thái Lan, cách Bangkok 190 km. Căn cứ này được xây dựng từ năm 1965 đến năm 1966, được hoàn thành và bắt đầu được sử dụng. Máy bay B-52 bắt đầu hoạt động từ căn cứ này vào ngày 10 tháng 4 năm 1967. Ngoài B-52 thì các máy bay thám thính U-2 cũng xuất phát từ căn cứ này để do thám đường mòn Hồ Chí Minh. Cùng với các máy bay tiếp dầu, KC-135 cũng xuất phát từ đây để tiếp liệu cho các máy bay khác. Dù căn cứ này là thuộc về Hải quân Hoàng gia Thái, nhưng vẫn có khoảng 7.000 lính Mỹ đóng ở đây. Căn cứ Utapao đóng vai trò then chốt trong các cuộc ném bom ở Việt Nam. Năm 1970, nó trở thành căn cứ không quân quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á của Mỹ. Và phía Mỹ luôn tự tin rằng đây là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm, với khoảng 20 chiếc máy bay ném bom B-52 hoạt động thường xuyên mỗi đêm. Mỹ sử dụng từ 3 đến 5 chiếc B-52 đi rải bom ở Việt Nam. Theo phía Mỹ và Thái Lan kể lại, thì vào khoảng 8 giờ tối, lúc này trạm căn cứ lại không có ai trực và đã 7 ngày đèn pha không hoạt động. Khi đó có một chiếc xe buýt dừng lại, lợi dụng hai trạm khác còn lại chú ý theo chiếc xe buýt. Các đặc công đã lèn vào các bụi cỏ cao và cắt hàng rào kẽm gai bên ngoài sân bay. Các viên chức Thái Lan và Mỹ mãi sau này vẫn không thể nào giải thích được vì sao các đặc công có thể lẻn qua 500 mét đất trống từ hàng rào đến đường bay máy bay. Chốt gác vì sao không có ai trực trong thời gian dài và vì sao đèn pha bị hư mà lẽ ra phải được thay thế hoặc sửa chữa. Theo nhiệm vụ được phân công từ trước thì đặc công của ta sẽ đặt chất nổ vào động cơ phản lực số 7 của máy bay B-52. Đến 1 giờ 30 sáng, chất nổ được cài đã phát nổ và phá hủy động cơ số 7.
đồng thời làm hỏng động cơ số 8. Mỹ liền thay mới động cơ số 7, còn động cơ số 8 thì vẫn sửa được. Chưa dừng lại ở đó, một vụ nổ thứ hai diễn ra đã làm văng những mảnh kim loại và ống tiếp dầu của một chiếc máy bay B-52 khác. May mắn cho chúng là chỉ bị hỏng nhẹ, dễ sửa chữa. Tiếp theo, vụ nổ thứ ba, lúc đầu cho rằng cũng làm hỏng nhẹ thêm một máy bay B-52, nhưng sau đó sự thật chỉ làm hỏng một xe tải. Ba vụ nổ này đã đánh động lính canh. Lính Mỹ phát hiện một đặc công gần bờ rào và bắn chết anh ngay tại chỗ. Tay phải của anh vẫn đang cầm một khẩu súng và tay trái là một quả lựu đạn. Thắt lưng còn đeo 4 quả bom. Chúng tiến hành lục soát và phát hiện giấy căn cước mang tên Com Sukcharoen, 30 tuổi, quê quán ở Amphoe Muang, tỉnh Nakhon Phanom. Dĩ nhiên, các chỉ huy Mỹ đủ thông minh để biết rằng căn cước đó là giả và anh này là người Việt Nam. Các viên chức Thái và Mỹ đã tiến hành thẩm vấn hai binh sĩ Thái là Bolu Angsupan và Vusut Suthipan, lúc đó đang gác gần nơi hàng rào bị cắt vì nghi ngờ họ là đồng lõa và hy vọng moi được thêm thông tin về hoạt động của các nhóm đặc công Việt Nam. Thế nhưng, phía Việt Nam lại ghi chép hoàn toàn trái ngược. Vào tháng 5 năm 1971, đồng chí Lê Toàn, chính trị viên tiểu đoàn đặc công biệt động 1A đã cùng với một tổ công tác vượt biên giới sang Campuchia, rồi từ đó lên sát biên giới Thái Lan. Tại đây, họ liên lạc với các anh Trần Thế Lại, Bùi Văn Phương, Vũ Công Đài để thành lập một tổ đặc công. Các anh đã gặp nhau trong tháng 10 để bàn bạc thống nhất kế hoạch, nội dung và phương pháp trinh sát sân bay Utapao từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11 năm 1971 nhằm nắm được rõ quy luật hoạt động của địch. Vũ khí sẽ sử dụng được tính toán là 10 quả thủ pháo loại 0,4 kg bằng chất nổ mạnh C4 và 2 quả lựu đạn. Ban đầu, đồng chí Bùi Văn Phương chuẩn bị vị trí cất giấu vũ khí, đóng giả làm dân thường đến khu vực sân bay Utapao để điều tra, nghiên cứu mục tiêu, nắm tình hình sơ bộ và kiểm tra nơi cất giấu vũ khí. Đến trưa ngày 9 tháng 1 năm 1972, hai đồng chí Phương và Đài lái xe tiếp cận khu vực sân bay. Sau đó, các anh lấy số vũ khí được cất giấu. Sau khi quan sát nắm rõ tình hình địch, cả hai cùng tiến về phía mục tiêu, tiến hành khắc phục vật cản. Do không thể cắt nổi hàng rào nên các anh phải luồn lách chui qua. Trong quá trình xâm nhập, các anh 3 lần gặp địch. 2 lần đầu nhờ vào ngụy trang mà không bị phát hiện. Lần thứ 3, khi bị phát hiện, các anh đã khiến cho nhóm tuần tra gồm 2 lính Mỹ và 1 chó béc rê xuống gặp Diêm Vương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình tẩu thoát, người lính đặc công Vũ Công Đài đã anh dũng hy sinh. Những tiếng nổ lớn và những đám cháy bùng lên phía trong khu vực sân bay khiến 8 chiếc máy bay B-52 của Mỹ đã bị phá hủy. Vậy là thật khó để xác định khi kết quả hai phía công bố đều trái ngược nhau. Phải chăng phía Mỹ ghi chép lại là để đỡ xấu hổ với quốc tế? Vì chỉ ngay ngày hôm sau, các hãng thông tấn phương Tây đã thi nhau đưa tin, bình luận. Các tờ báo làm Mỹ phải muối mặt khi nhận xét rằng Mỹ thật sự hoảng hốt và không hiểu Utapao đã bị đánh bằng cách nào. Mỹ đã không ngờ đặc công Việt Nam chỉ có 2 người mà vào được tận xào huyệt phá hủy được 8 máy bay B-52. Cuộc tập kích sân bay Udon. Cụ thể vào tháng 7 năm 1972, đoàn A-54 đã cử 23 cán bộ chiến sĩ biên chế thành một tổ soi đường và một tổ bảo đảm hậu cần, vượt Trường Sơn hành quân đến khu rừng nguyên sinh Don Kathom, nằm ở ngã ba biên giới ba nước là Thái Lan, Lào và Campuchia. Đội này có nhiệm vụ nghiên cứu tình hình, mở hành lang vào khu vực sân bay Udon. Cuối tháng 7, tổ soi đường đã bí mật vượt sông, luồn rừng nhằm hướng sân bay để đi. Khi đi được 15 ngày đã hết lương thực, các anh đành phải quay về căn cứ. Để khắc phục hạn chế này, các anh đã có một sáng kiến, đó là dùng kỹ thuật ém lương thực theo kiểu sâu đo. Theo đó, 3 chiến sĩ của đội, mỗi người sẽ mang theo hơn 30kg lương thực đến vị trí A, để lại 10kg. Dĩ nhiên là phải chôn thật kỹ và đánh dấu thì rồi mới quay về căn cứ. Và rồi cứ thế từng chứa lương thực được chuyển đến các vị trí trên suốt chặng đường dài. Đến đầu tháng 8 năm 1972, tổ soi đường đã liên lạc được với một cơ sở lực lượng cách mạng của ta trên đất Thái Lan. Hàng ngày, các anh cải trang, đóng giả là người dân Thái Lan đi dạo nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực sân bay. Với ý chí quyết tâm, đoàn A-54 thực hiện kế hoạch vừa trinh sát mục tiêu, vừa đưa đội hình chiến đấu đi theo. Trinh sát tới đâu, hoàn chỉnh phương án chiến đấu đến đó. Nếu thời cơ cho phép sẽ tiến hành đánh ngay. Đến cuối tháng 8 năm 1972, đội hình chiến đấu gồm 10 đồng chí do đồng chí Đào Đức Hạnh, đoàn trưởng đoàn A-54 chỉ huy, vượt biên giới, luồn rừng tới cơ sở cách mạng của ta ở Thái Lan. Trong tháng 9,
đội tiến hành thám thính, trinh sát. Đêm ngày 1 tháng 10, đội hình chiến đấu bắt đầu cơ động vào sát khu vực sân bay Udom. Lại một lần nữa gặp điều không may là do trời mưa to, gió lớn nên phải đến sáng mùng 2 các anh mới tiến sát được sân bay. Do trời sắp sáng, sợ bị lộ, các anh phải phân tán ẩn nấp chờ đến khi trời tối mới hành động. Theo đúng kế hoạch đưa ra, 8 đồng chí trong đội hình chiến đấu chia làm 3 tổ, trong đó 2 người có nhiệm vụ mở cửa và bảo vệ cửa mở, 4 người đánh phá máy bay, 2 người đánh phá kho xăng. Tối ngày 2 tháng 10 năm 1972, tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch và mọi sự đều suôn sẻ. Nhưng đến khi cài đặt lượng nổ, mìn hẹn giờ và mục tiêu xong, nhưng đã quá giờ, trời sắp sáng mà tổ mở cửa vẫn không thấy 2 tổ chiến đấu quay trở lại. Tại vị trí tập kết, mọi người đều mong ngóng nghe tiếng nổ vọng ra. Mọi người tưởng kế hoạch đã thất bại. Thế nhưng đến 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1972, những tiếng nổ liên hồi từ phía sân bay phát ra. Tiếc rằng có 4 đồng chí của tổ đánh B-52 không thoát ra được. Không rầm rộ thông tin như trận đánh vào căn cứ Utapao trước đó. Vì thế xấu hổ nên tất cả những thông tin Udon bị đặc công Việt Nam đánh bom, phía Mỹ đã ém nhẹm. Cũng không thấy có một phương tiện truyền thông nào đưa tin lần đánh vào Utapao. Sau này phía ta mới biết tin, 3 người lính đặc công là Phạm Xuân Kính, Phạm Văn Lãm, Vũ Công Sướng đã hy sinh ngay tại sân bay. Đồng chí Nguyễn Khắc Nga bị thương nặng và bị địch bắt. Kết quả của sự hy sinh ấy là 23 máy bay B-52 của Mỹ, một trạm điện, một kho xăng đã bị phá hủy trong trận đánh này. Cuộc tập kích căn cứ Ubon. Thực chất thì trước năm 1972, sân bay Ubon đã từng 6 lần bị đặc công Việt Nam gài mìn phá hủy. Chính vì thế địch tăng cường bảo vệ an ninh. Ngày 2 tháng 10 năm 1972, một đội hình chiến đấu gồm 27 người của tiểu đoàn đặc công biệt động 1A được thành lập. Khó khăn chồng chất khó khăn, trời mưa lại phải mang vác nặng qua mọi địa hình phức tạp. Đã vậy lại phải đảm bảo yếu tố bí mật, đội lại phải luồn lách qua các tuyến bố trí của địch. Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước, anh em chỉ lo sao cho đạn dược không bị ẩm ướt, bảo quản được vũ khí. Chứ chẳng ai còn tâm trí mà lo đến miếng ăn là gạo rang đã thiêu mốc từ bao giờ. Quần áo ẩm ướt cả ngày không được thay, mùi chua lè chua loét, nước uống cạn đục, nằm bờ ngủ bụi. Vào ngày 3 tháng 10, trong lần này có 7 người du kích và đặc công đã xâm nhập vào bên trong căn cứ và cuộc đụng độ căng thẳng đã xảy ra. Các anh đã hoàn thành trận đánh bí mật, nhanh gọn bất ngờ. Nhưng tiếc rằng khi về tới gần biên giới, đội đã bị lọt vào ổ phục kích của địch. 6 người lính đặc công đã anh dũng hy sinh. Chính phía đại sứ quán Mỹ công nhận đã có một tên lính canh Thái Lan mất mạng và 2 binh sĩ Thái cùng với 2 binh sĩ Mỹ cũng bị thương nặng. Vậy là liên tiếp trong 3 tháng, với 3 căn cứ không quân được bảo vệ nghiêm ngặt của chính phủ Thái Lan và Mỹ bị tập kích. Chúng tỏ ra lao đao, lo ngại và hoang mang về cách đánh đặc công của ta. Lầu Năm Góc và giới báo chí quốc tế đều thấy bất ngờ, bàng hoàng tột độ. Sau này khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, quân Mỹ phải cút về nước. Các sân bay trên cũng gần như bỏ ngỏ hoặc chỉ còn phục vụ cho các máy bay thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan. Quý vị và các bạn cảm nhận như thế nào với những người lính đặc công của Việt Nam? Đừng quên để lại bình luận xuống phía dưới video nhé! Các bạn vừa theo dõi đặc công Việt Nam sang tận Thái Lan đánh B-52 Mỹ. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và rung chuông thông báo bên cạnh để cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!